Xin chào các bạn. Các bạn đang đến với chương trình Tiếng Việt online vào tối thứ năm hàng tuần. Các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về phương pháp suy tư. Phương pháp suy tư giúp chúng ta khai triển một ý chính ra các ý phụ hoặc dùng ý chính để xây dựng một đoạn văn hoặc một bài văn. Nói cách khác, nếu có một ý tưởng nào đó chúng ta sẽ dựa vào các phương pháp suy tư để viết ra một đoạn văn hoặc một bài văn có hai loại suy tư suy tư nhờ quan sát và suy tư do liên tưởng tuần trước chúng ta đã tìm hiểu về phương pháp suy tư nhờ quan sát hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp suy tư do liên tưởng Phương pháp suy tư do liên tưởng nghĩa là suy nghĩ từ một ý này sang một ý khác gần đó. Có ba loại. Suy tư liên tưởng tiếp giáp, suy tư liên tưởng tương đồng và suy tư liên tưởng tương phạm. Trước hết chúng ta tìm hiểu về suy tư liên tưởng tiếp giáp suy tư liên tưởng tiếp giáp là suy tư đi từ một sự việc này sang một sự việc tiếp theo sau ví dụ việc ăn uống từ việc ăn uống ta nghĩ đến việc tiêu hóa gìn giữ sức khỏe phân loại đầu ăn và phân chất thức ăn chúng ta có một đoạn như sau Ăn uống là một việc rất thông thường của loài người, từ đứa bé mới lọt lòng cho đến những người già cả ai cũng có thể làm được. Nhưng muốn biết được cơ nguyên sự tiêu hóa thì phải trải qua các khoa sinh lý học, hóa học, vân vân. Cho đến nay có biết bao nhà bác học khảo cứu khoa ăn uống mà vẫn chưa biết hết được lý do và giá trị của những thực vật rất thông thường mà con người đã dùng ngay từ thời thượng cổ. Đoàn văn trên, chúng ta dùng phương pháp suy tư liên tưởng tiếp giáp. Nghĩa là từ việc ăn uống, ta nghĩ đến cơ nguyên của sự tiêu hóa, lý do và giá trị của những thực vật mà con người đã dùng. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về suy tư liên tưởng tương đồng. Suy tư liên tưởng tương đồng là suy tư đi từ một ý tưởng trừ tượng để tìm một ý tưởng cụ thể giống nhau hay ngược nhau. Ví dụ, chúng ta có chủ đề là nghị lực. Nghị lực là một khả năng nơi con người có tính cách trừ tượng. Chúng ta nghĩ đến hình ảnh cụ thể là con ngựa cũng có sức mạnh. Nghị lực của thanh niên mới thực là sức sống. Sức sống nhiều phen lồng lộn như ngựa bất kham. Ngựa hay thì sườn núi vượt mà không nguy hiểm. Dòng thác lội cũng dễ dàng. Ngựa không hay thì lắm phen nguy hiểm cho kỵ sĩ. Đường muốn rút ngắn hóa đường dài. Dốc nhỏ muốn trèo lên mà trèo chẳng nổi đoạn văn trên chúng ta dùng phương pháp suy tư liên tưởng tương đồng nghĩa là từ nghị lực là một khả năng nơi con người có tính cách trừu tượng chúng ta nghĩ đến hình ảnh cụ thể là con ngựa cũng có sức mạnh tiếp theo chúng ta tìm hiểu về suy tư liên tưởng tương phản Suy tư liên tưởng tương phản là suy tư đi từ một ý tưởng đã có mà tìm ra một ý tưởng trái ngược để thêm ý mới. Ví dụ, chủ đề là học và chơi. Từ việc học ta nghĩ đến ý tưởng trái ngược, đó là chơi, để có thêm ý mới. Học là gì? Học là từ những gì mình nghe thấy, trông thấy mà mình muốn bắt trước hay muốn suy nghĩ thêm ra cho mình được vui vẻ sung sướng. Thế thì học với chơi cũng không khác gì nhau. Nhưng sao một đàn thì ham mê, một đàn thì biến nhát. Thực ra, chỉ vì cách con người nghe hiểu lấy làm thích thú, thì vui vẻ mà ham mê, không đợi ai phải dậy, như là nhảy dây, đá cầu, thả diều, chơi thuyền, vân vân đoạn văn trên chúng ta dùng phương pháp suy tư liên tưởng tương phản nghĩa là từ việc học ta nghĩ đến ý tưởng trái ngược đó là chơi để có thêm ý mới các bạn thân mến chúng ta vừa tìm hiểu về phương pháp suy tư liên tưởng gồm có suy tư liên tưởng tiếp giáp suy tư liên tưởng tương đồng và suy tư liên tưởng tương phản sau đây chúng ta bước sang phần thực hành. Trong phần thực hành hôm nay chúng ta sẽ phân tích các đoạn văn sau. Đoạn thứ nhất, chủ đề nước. Từ việc sử dụng nước, ta nghĩ đến việc gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước. Nước là khoáng chất không thể thiếu của mọi sinh vật. Nước chiếm khoảng 70% trong cơ thể con người và chiếm 3 phần tư trong hành tinh của chúng ta. Nước giúp chúng ta chống lại cơn khát, giúp cho việc sinh hoạt hàng ngày và giúp cho các sinh vật trên trái đất này tồn tại. Nhưng hiện nay, việc sử dụng nguồn nước bừa bãi và thiếu ý thức đã gây ra nhiều hệ lụy đáng ngại. Việc ô nhiễm ở các con sông, bờ kênh là do nước sinh hoạt của con người thải ra các xí nghiệp cũng thẳng tay đổ ra các dòng sông những dòng nước đầy hóa chất vì thế chúng ta hãy ý thức trong việc sử dụng nguồn nước để cuộc sống thêm tươi đẹp hơn đoạn văn trên đây suy tư theo phương pháp liên tưởng tiếp giáp từ việc sử dụng nước ta nghĩ đến việc gây ô nhiễm nguồn nước và ý thức bảo vệ nguồn nước Đoạn thứ hai có chủ đề là người lái đò. Từ hình ảnh người lái đò đưa khách qua sông, ta liên tưởng đến người thầy giáo đưa học trò đến bến bờ tri thức. Cuộc đời là những dòng sông dài vô tận miên man. Trong sự bao la vô tận ấy, người ta chỉ là những chiếc thuyền nhỏ bé. Sông dài có khúc quanh co, thân đò nhỏ đâu thể biết khúc nào gặp gành, vùng nào sóng dữ, đâu biết mình sẽ đi qua hành trình nào và đổ bến nơi đâu. Tất cả đều phụ thuộc nơi người chèo lái. Người chèo lái chính là người có những kinh nghiệm để biết khúc sông nào nguy hiểm, hành trình nào sẽ cập bến bình an. Cũng vậy người thầy được ví như người lái đò đưa những học trò đến bến bờ tri thức như kinh nghiệm của người lái đò chỉ người thầy mới biết rõ lúc nào phải dạy cho học trò kiến thức nào đâu là cách truyền đạt để học trò tiếp thu tốt nhất và con đường nào để học trò gặt hái được nhiều thành công không chỉ có vậy người thầy còn dạy cho học trò những kinh nghiệm sống những bài học đạo đức làm người và những điều cần thực hiện khi gặp thử thách trong gai. Đoạn văn trên suy tư theo phương pháp liên tưởng tương đồng. Từ hình ảnh người lái đò đưa khách qua sông, ta liên tưởng đến người thầy giáo đưa học trò đến bến bờ tri thức. Đoạn văn thứ ba có chủ đề là lao động và kết đoạn từ hình ảnh loài ong sống gần cần mẫn và đoàn kết ta liên tưởng đến con người phải lao động và kết đoàn để bảo vệ sống nòi và quê hương loài ong là một loài côn trùng tuy nhỏ bé nhưng rất cần mẫn lao động và sống đoàn kết chúng sẵn sàng chống trả đến cùng cho dù phải hy sinh tính mạng khi có một loài vật khác đến phá tổ lấy mật cũng vậy con người phải lao động vất vả để sinh tồn phải chiến đấu để bảo vệ tổ quốc vì thế cho dù là con vật hay là con người đều phải vất vả lao động để xây dựng cuộc sống và tranh đấu để bảo vệ sống nổi bởi lẽ đoàn kết thì sống chia rẽ thì chết Đoạn văn trên suy tư theo phương pháp liên tưởng tương đồng. Từ hình, từ hình ảnh loài ong sống cần mẫn và đoàn kết, ta liên tưởng đến con người phải sống lao động và kết đoàn để bảo vệ sống nòi và quê hương. Chúng ta bước sang đoạn thứ tư có chủ đề là khóc và cười. Khóc là thể hiện của nỗi buồn. Khi buồn ta khóc thất bại ta khóc biệt ly cũng làm nước mắt rơi có lẽ nước mắt là hiện thân của chia ly của đau khổ thế nhưng có khi khóc lại còn vui hơn cả cười người mẹ ấm đứa con mới sinh trên tay nước mắt cũng rơi nước mắt mẹ rơi khi con đi xa trở về đó là niềm vui của hạnh phúc niềm hạnh phúc này chưa kịp chuyển thành hành động thì ngôn ngữ chung của loài người là nước mắt đã cất tiếng khi niềm vui không thể diễn tả được bằng lời bằng hành động thì nó lại nén vào hai dòng nước mắt vậy đó tiếng khóc chính là tiếng lòng của hạnh phúc đoạn văn trên đây suy tư theo phương pháp liên tưởng tương phản giữa khóc và cười chúng ta bước sang đoạn thứ năm có chủ đề là cần có thầy đất nước được giàu mạnh dân tộc được vẻ vang là nhờ có những người thầy có tri thức uyên bác và lương tâm trong sáng dạy dỗ đào tạo cho các thế hệ nếu không có họ thì tổ quốc sẽ đi về đâu nếu các em thiếu nhi không đến trường các bạn thanh niên không học nghề thì đất nước sẽ ra sao một dân tộc chỉ có những kẻ ăn không ngồi rồi chơi bời lêu lộng thì cái nạn mù chữ lạc hậu thiếu văn minh văn hóa sẽ đổ ập xuống đầu dân tộc ấy đoạn văn trên đây suy tư theo phương pháp liên tưởng tương phản giữa việc có thầy và không có thầy. Các bạn thân mến, trước khi kết thúc, tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện vui có tựa đề là Tuổi thân cho em. Chuyện kể rằng tờ 100 đô la, tờ 50 đô la và tờ 1 đô la tình cờ hội ngộ trong cái bóp của bà Trùm ở một xứ đạo Việt Nam. Tờ 100 đô lên tiếng trước. Các cậu biết không? Tớ đã đi khắp thế gian rồi nhé. Sang cả Úc Châu, Âu Châu, Phi Châu và Á Châu rồi nhé. Tờ 50 đô phụ họa. Em cũng được đến nhiều nơi lắm anh ạ. À. Sài Gòn, Las Vegas, pháp quốc hàn quốc nhất là các cửa tiệm thời trang ở hoa kỳ là em đi hết cả rồi thế gian thật nhiều chỗ ngoạn mục lúc ấy tờ một đô la bỗng hòa lên khóc nức nở tủi thân cho em quá tuần nào em cũng chỉ được đi tới nhà thờ mà thôi các anh ạ à, các bạn thân mến chúng ta vừa tìm hiểu về phương pháp suy tư do liên tưởng tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp lập luận mến chào tạm biệt các bạn